mọi người nha. Hôm nay hai anh em mình đi sửa giếng ở miễu nè mọi người, miễu Bà Chúa Xứ nè, huyện Hội Càng Long, Trà Vinh. Đây nè mọi người, mọi người thấy không? Ngoài xe giếng qua đây nè. Ông nào? Hello mọi người nha. Giờ mình sửa lên nước rồi mọi người. Đó. Đây là đằng trước. Cây này cây châm bầu, cây châm bầu này lớn dữ ta. Ruộng đồng. Đây là nằm trước miễu nha. Miễu này bên kia. Hai cái bông trang quá trời bông luôn. Nó đẹp không? Trước miễu này. Đây. Ruộng đồng mênh mông. Cây me. Hai cái bông trang quá trời bông. Chung là sữa nước lên cũng đỡ được mọi người. Nói chung trong miễu xài cũng ít. À, một năm người ta cúng có một hai lần à. Đó, gầm này là cúng mọi người. Ngày hai ngày nữa, vài ngày nữa cúng rồi. Cho nên là hôm nay mấy anh em mình vô sửa lại cho nó lên nước rồi để cúng. Nó nặng xài mà, những ngày mà cúng đó. Cho nên là anh em mình vô sửa. Nói chung là nước cũng tạm được chứ không có mạnh. Mà xài được mọi người. Miễu thì xài được vậy là ok. Nghe quay cho mọi người xem. Mình điện nhà xài có đầy đủ, có hai con ngựa đâu, giờ không đứng xe đâu mà.